Mến chào anh em, Hiếu đang ngồi trên ghế phụ xế của xe Mazda CX-5 đời 2017. Hiếu vừa độ nâng cấp cái ghế này xong, cực kỳ xịn sò với đầy đủ những công năng điện. Anh em thấy không? Bản thân nó là ghế cơ và chúng ta muốn chỉnh điện tới lui thì chúng ta phải có cái cần gạt ở đây, chúng ta kéo và chúng ta rê lên rê xuống, và muốn ngã thì chúng ta kéo cái cần cơ này chúng ta ngã ra. Đó, và bây giờ Hiếu không còn xài cái đó nữa sau khi qua hãng nâng cấp của Vika nâng cấp nha. À, ghế mình bây giờ là chỉnh điện hoàn toàn hết anh em nha. Nếu mà chúng ta muốn tiến ghế tới, chúng ta chỉ cần bấm công tắc tới, và chúng ta muốn lùi, chúng ta chỉ cần rê cái nút đó lùi thôi. Chúng ta muốn ngã lưng, chúng ta chỉ cần bấm cái công nắc đứng đi xuống nó, và chúng ta đứng lên thì chúng ta kéo lên. Và bây giờ cái ghế của chúng ta có thể ngã được 180 độ và tiến lùi thoải mái. Và hay hơn nữa là Hiếu nâng cấp luôn cái bệ nở chân luôn. Anh em thấy nè, bây giờ Hiếu nâng cái bệ nở chân lên cho anh em thấy nè. Nó đã không? Và người bên phụ xế của chúng ta hoàn toàn có thể nâng chân như vậy và nghỉ ngơi, hạ xuống để nằm. Anh em thấy đã không? Chưa đã đâu, còn massage và mát ghế trang bị cho dòng xe nữa. Anh em thấy cái nút bấm tròn tròn này không? Đó, đây là cái mát ghế nè, bấm vô cái thôi, trời ơi nó mát từ mông, từ đít ha, từ vai đồ mát rượi thổi lên luôn, lấy cái hơi lạnh của xe thổi lên thì đã, còn gì bằng nữa anh em nha. Và massage luôn, massage mới dễ ngủ chứ. Đây là công tắc tròn này là massage này anh em, có những cái chế độ mạnh yếu nha, nó phủ khắp từng những cái túi đấm bóp co thắt từ vai mông lưng đùi luôn, rất là đã. Nó Hiếu đang ngồi thật sướng đã ghê. Và anh em đang đi những dòng xe này mà muốn quan tâm về độ điện, về massage, về mát ghế thì hãy liên hệ với trung tâm Vika nha. Thân ái chào tạm biệt anh em.